mà phải mà kéo về ngao để cho con vui chứ. Cậu không kéo con buồn lắm. Hồi nãy cậu rồi. Kéo luôn, tắt luôn. À cậu kéo đứng ừ. Đứng nên là đứng chị Hồng Loan tới mời lên rồi cậu mới hút á. Rồi đây đây đây, chị đưa đây, em di chuyển cả. Em đi di chuyển ra ngoài. Rồi ok. Wow, lau kỹ tới cái đèn luôn á. Nói chung là chị Hồng Loan như là này bữa nay là thứ năm đúng không ta? Hôm bữa chủ nhật là mình xuống. Cách nhà có mấy ngày mà bà con cô bác ai cũng mong hết trơn. Bà người ta đứng chờ đợi xếp hàng chị. Chị. Bữa em đông quá đông em phải phát số á. Trời ơi. Dạ. Nói chứ thiệt em nói thiệt là bà con mong chờ chị xuống lắm. Mà nói chung là tùy duyên nữa ha, ai có duyên thì được gặp. Hôm qua cái cô kia nói dễ thương lắm, thôi giờ ở từ sáng tới chiều đi, biết đâu có duyên thì gặp được chị Loan. Còn nếu không gặp thì lần sau. Cái gì mà đầu hai đây? Chín sáu bốn ngày nữa là anh em mình có làm một cái bộ tục là gì bộ tục gì là quan trọng dữ anh Huy ha hả bộ tục gì mà quan trọng gì? bí mật chưa được tiết lộ tới 100 ngày bật mí là chưa tiết lộ nhưng mà ai cũng biết hết rồi người ta kêu bằng là thiên cơ bất khả lộ nhưng mà từ từ rồi cũng lộ đúng rồi từ từ cũng lộ nhưng mà giờ chưa lộ thì ai cũng biết chưa biết. Cũng lâu. Dạ cũng sáng giờ rồi đó chị. Dạ. À, 15S Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15S Bình Dương nha. Hiện tại thì sáng nay là 9:20 thì chị Loan có xuống cùng với cán bộ hoa viên để kiểm tra cũng như là dọn dẹp lại mộ bàn thờ cho cậu Năm. À, hôm nay đi cùng chị đó chính là ông xã ha. Nào đứng gần đó hỗ trợ cho chị Loan nha em. Tôi đi vô đây rồi chị Loan nha em thôi. Rồi, có lẽ là chị Loan bây giờ vào mộ ha. Rồi. Đó, vô cho chị Loan nha mà. Rồi, cậu đem ấy. Rồi. Anh em xuất ra đi. Cho chị Loan vô lau mộ cho cậu đi. Hân Trần, chào Hân Trần. Rồi, mọi người một vị trí ha. Ừ, đúng rồi. Không có di chuyển nha, mua đứt chỗ luôn á. Chỗ nhiêu anh? Hả? Chỗ này nhiêu? Chỗ thì tính ra là cứ ly cà phê thôi. Hồng Loan đến la mộ cho cái nhà. Cái chữ chị thấy hả chị đẹp ha? Cái hình của cậu mà nhìn nè, đẹp tuyệt vời luôn. Hồng Loan. Thank you.
À, đây có lẽ là lần đầu tiên mình lao mộ sau khi mà hoàn thành luôn đúng không chị? Đúng rồi. Từ khi cái mộ bia cái từ, từ khi có hình. Đúng rồi, không có hổng gà chứ không đó có công việc. Được thì hôm nay là tranh thủ xuống để như là lao cho cậu. Đúng rồi, chị cũng muốn xuống mà tại vì có một số công việc ở chợ. Chỉ lo xong thì hôm nay là chỉ là xuống với con Năm là từ đây cho tới 100 ngày luôn đó. Ngày nào cũng xuống. Trời ơi. Chỉ còn công việc nữa mà nãy thì em bị đón đúng rồi. Đúng rồi, lao bằng giờ xong phải lao mộ. Hay. Mấy anh nói như đúng rồi luôn. Cảm giác kỳ này nó khác hẳn với lần trước hả chị? Không, chưa còn đi ngang vòng nữa, chắc em sai đó. Là chị Long xuống đây mỗi lần xuống đây là có cô chú nghệ sĩ gần đây thì dẫn chị Long đi thắp nhang cho mấy cô chú rồi cho xong xuống lên xe về. Nó đi chứ không phạt cậu về. Hôm trước cho chị Long tặng cho hai vợ chồng em cái tấm hình trùng với cái tấm hình của cậu luôn, mừng ghê. Phía sau là chị, phía sau điện thoại em nè. Dính thấy giống không? Y chang của chị đó, của chị tặng đó. Đúng rồi, mà cái tấm hình của cậu lần trước á, nếu mà anh em nào có duyên á mà đặt cái ảnh thumbnail lần trước á là anh em đó sẽ trúng số. Nên là ủa em là sẽ có duyên đặt cái đó là em sẽ trúng số. Chị hả anh? Ừ. Nhưng mà anh đặt chưa? Vậy. Trời ơi, cái hình của anh ôi, vô cái kinh anh cái là em thấy hình cậu như chân tấm hình này luôn nè. Ôi ôi. Anh nhìn thấy là anh chịu tấm hình đó luôn á. Tấm hình phía trước đúng không? Đẹp. Ờ đúng rồi. Em cũng để tấm hình phía trước lên điện thoại em nè. Mà không biết là khi nào là bên Hoa Viên họ sẽ kết dính luôn cái hoa sen với cái quyển sách ha. Quyển sách nặng lắm. Sách nặng lắm chứ không có kết đâu, chỉ có kết hoa sen thôi. Sách nó nặng rồi, vị trí nó vậy. Với lại em nghĩ là sẽ lót thêm vài cái viên gạch ở đây nè, cho nó liền lạc luôn đúng không anh? À, tại vì hôm em xem mấy cái mã kia thì nó người ta cũng hình như là lót gạch thì phải. Bữa nay có cái bồn xuống. Cái bồn xuống đó chị.